Hôm nay 28 tháng 5 tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội thảo luận về một số dự thảo luật quan trọng. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Tòa án Nhân dân sửa đổi. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật Thủ đô sửa đổi. Ngày 27 tháng 5, Chính phủ ban hành nghị quyết số 79 về đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thưa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 trình Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng ban hành luật theo trình tự thủ tục rút gọn, cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tháng 5 năm 2024. Bộ Tư pháp báo cáo lại Chính phủ tại phiên họp Chính phủ gần nhất theo quy định. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra tuần lễ vàng du lịch và kích cầu mùa du lịch hè Lâm Đồng 2024. Cùng với nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, vui chơi, giải trí, ngành du lịch Lâm Đồng đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để mang đến cho người dân cùng du khách tham quan những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần này sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 5. Bên cạnh việc chỉnh trang lại các điểm tham quan, lưu trú, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng liên tục tung ra nhiều gói khuyến mại hấp dẫn, tổ chức ngày vàng, giờ vàng du lịch. Đến nay, đã có hơn 56 đơn vị tham gia hưởng ứng tuần lễ, áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá lưu trú, dịch vụ trải nghiệm từ 10 đến 15%. Chỉnh trang lại một số những cái đường giá, có nghĩa là mình đưa cỏ vào, là một cái hai là chủ yếu mình đưa cái bóng mát. Công ty cũng đã mở rộng những các điểm check-in, cải thiện những cho các khu của công ty mình để mà hoàn chỉnh hơn và có thể là đón tiếp khách một cách chỉnh chu, tốt đẹp hơn. Qua cái tuần lễ vàng này thì công ty cũng mong muốn là khách hàng cũng sẽ, các khách du lịch khắp nơi cũng sẽ đến để du lịch ở tại Đà Lạt mình ngày một đông hơn. Công ty cũng sẽ là góp một phần vào cái tuần lễ vàng du lịch này để mà đưa hình ảnh Đà Lạt thật đẹp đến cho các du khách khắp nơi. Ngành chức năng Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá, đảm bảo cho người dân và du khách được vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn trong thời gian cao điểm của tuần lễ vàng du lịch và kỳ nghỉ hè 2024. Chúng tôi cũng đã có những cái nội dung mang để thực hiện công tác quản lý nhà nước của mình về cái chỉ đạo, đặc biệt là đối với lại các cái hoạt động có liên quan đến cái sản phẩm mới như là các hoạt động về thể thao mạo hiểm, các hoạt động về du lịch canh nông và các cái hoạt động về liên quan đến cái hoạt động nghỉ dưỡng các cái loại hình mới. Tuần lễ vàng du lịch năm nay, ngành du lịch Lâm Đồng tổ chức 9 chương trình chính và 26 chương trình hưởng ứng. Đặc biệt, có 7 sản phẩm du lịch mới, kỳ vọng sẽ mang đến hiệu ứng lan tỏa và thực sự hấp dẫn du khách. Theo kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, dự báo lượng hành khách đi metro mỗi ngày sẽ là khoảng gần 39.000 lượt. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự báo sản lượng hành khách đi metro số 1 Bến Thành Suối Tiên khoảng gần 39.000 lượt mỗi ngày. Trên cơ sở này, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố phối hợp với Công ty Đường sắt Đô thị số 1 hoàn chỉnh lại kế hoạch vận hành trong năm 2025 và thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch vận hành khai thác tuyến metro số 1. Dự kiến thời gian chạy tàu từ 5 đến 22 giờ trong năm 2024 và đến năm 2025 khi vận hành chính thức. Tàu metro số 1 chạy từ 5 giờ sáng đến 23 giờ 30 phút các ngày trong tuần, kể các ngày lễ, Tết, kỳ nghỉ. Một ngày, 9 tàu sẽ chạy 200 lượt trong năm 2024 và đến năm 2025 với tổng số 9 đến 15 tàu sẽ chạy 280 đến 340 lượt trên ngày. Để giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Vành Đai 2, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ mở rộng đường láng và xây dựng đường trên cao từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư cho dự án này là trên 21.000 tỷ đồng, trong đó thì đoạn dưới là hơn 17.000 tỷ đồng và đoạn trên cao là gần 3.900 tỷ đồng.
Dù mức đầu tư dự kiến là quá lớn, thế nhưng theo các chuyên gia, nếu để đường láng tồn tại một nút thắt về ùn tắc giao thông như là hiện nay, thì việc đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng trước đó sẽ không phát huy được hiệu quả. Vành đai 2 trên cao có vai trò quan trọng đối với giao thông và kinh tế xã hội của thủ đô. Tuy nhiên, dự án này mới chỉ hoàn thiện đến ngã tư Sở, vô tình tạo thành nút thắt gây ùn tắc nghiêm trọng. Các giải pháp tổ chức giao thông được thay đổi liên tục nhưng vẫn không thấm vào đâu và chỉ đẩy áp lực gián tiếp lên đường láng. Tôi nghĩ rằng nếu như mở rộng được đường láng thì rất tốt, mà tôi cho rằng tôi không dám đảm bảo 100% nhưng chắc chắn là sẽ gỡ được cái ùn tắc cho cái khu vực ngã tư Sở. Quy hoạch đường vành đai 2 khép kín dài 39 km, hiện chỉ còn 6,1 km chưa được đầu tư, trong đó có 3,8 km từ ngã tư Sở đến cầu Giấy đi trùng với đường láng. Theo các chuyên gia, cần thiết phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện nốt đoạn này. Dù chi phí giải phóng mặt bằng có thể lớn như tính toán sơ bộ của Sở Giao thông Vận tải là gần 17.000 tỷ đồng. Nếu ngại khó ngại khổ trong cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thiện được cái tuyến đường vành đai 2. Và cũng sẽ không phát huy được hàng nghìn tỷ đầu tư từ cầu Vĩnh Tuy cho đến các cái vùng ngã tư Sở. Nếu chúng ta để chậm 1-2 năm nữa thì nó thành 3-40 nghìn tỷ, chứ không phải là 16-17 nghìn tỷ như hôm nay. Thì càng làm sớm thì chúng ta càng được lợi. 17 nghìn tỷ đúng là một con số cũng là lớn, nhưng nếu xét với cái đóng góp của tuyến đường rất quan trọng là tuyến đường vành đai 2, hiện nay nó đang là cái điểm nghẽn ở trong cái vòng đời dự án đến 20-30 năm, thì cái hiệu quả kinh tế nhờ rút ngắn thời gian đi lại nó đem lại cũng không nhỏ so với cái mức chi phí giải phóng mặt bằng. Chỉ giới quy hoạch mở rộng đường láng và quản lý trật tự xây dựng đối với giải dân cư nằm sát mặt đường đã có từ lâu. Do đó, việc tiếp tục triển khai quy hoạch là cần thiết, vừa giải quyết ùn tắc giao thông, vừa để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do là dự án đầu tư quan trọng, phức tạp, có tác động lớn nên cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng để lựa chọn phương án tối ưu. Chuyển sang thông tin về vấn đề đang rất được quan tâm trong những ngày vừa qua. Liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người chết xảy ra tại nhà trọ ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Hòa vừa công khai địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Hòa trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, hoặc tiếp nhận thông qua số tài khoản, tên chủ tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Hòa, số tài khoản 1400-206-037-136, Ngân hàng Agribank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Trung Hòa. Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Có hàng nghìn trẻ em sinh ra đã mắc bệnh bại não ở nước ta hiện nay. Các em không có được cuộc sống bình thường khi mà mọi sinh hoạt thì đều phải phụ thuộc vào người khác. Người thân, cha mẹ của các em cũng phải san sẻ thời gian giữa công việc và chăm sóc, giúp đỡ các con. Dự án xây dựng mô hình chăm con cho mẹ đi làm của Hội Trẻ Bại Não Việt Nam đang tìm cách giảm bớt phần nào những vất vả đó. Mô hình chăm con cho mẹ đi làm là lớp chăm sóc dành cho trẻ bại não thể nặng và đặc biệt nặng tại số 1074 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Nơi đây thường xuyên có hai cô giáo chăm sóc trẻ và nhiều tình nguyện viên hỗ trợ đến từ cộng đồng. Đây cũng chính là những người mẹ có con mắc bệnh bại não nên cách chăm sóc đã rất thuần thục. Nhiều năm nay, vợ chồng anh Tuấn đã dành hầu hết thời gian để chăm sóc con trai không may mắc bại não, thậm chí anh từng phải nghỉ việc ở nhà. Tuy nhiên, từ khi dự án đi vào hoạt động, anh đã yên tâm trở lại làm việc. Ngoài việc chăm sóc, các cô theo dõi cái hoạt động thường ngày của các con với lại các có biểu hiện những cái thói quen thì đấy, các cô có thể theo dõi để mà biết được cái tính của các con. Tâm thì nghĩ là trong suy nghĩ của mình ý, thì là nghĩ làm sao, nghĩa là cũng muốn các mẹ như mình gặp phải hoàn cảnh như mình được ra ngoài, được giao lưu, được học hỏi và được làm việc. Nên vì thế cái đấy là động lực của mình để cố gắng để nó giúp đỡ các mẹ một phần nào đấy.
Ra đời từ tháng 1 năm 2023, mô hình đã giúp đỡ cho những gia đình có con bị bại não có thời gian đi làm, tiếp xúc xã hội và mang lại thu nhập hoặc có thời gian để giải quyết các nhu cầu cơ bản của cá nhân, đồng hành cùng con lâu dài. Cùng với số lượng trẻ đến thường xuyên, lớp chăm sóc đặc biệt cũng đón rất nhiều trẻ không cố định được, gửi miễn phí mỗi khi cha mẹ đi ra ngoài, cần có người chăm sóc. Mẹ đi làm thì sau đó sẽ gửi một cái phần thu nhập quay ngược trở lại để dự án trả lương cho các cô. Đấy là những con mà gửi cả tháng ở đây. Thế còn lại thì nếu như mà các mẹ mong muốn có một ngày hoặc là vài ngày để có thể là đi hội họp, đi thăm thú, đi shopping hoặc là thậm chí là đi làm đẹp để nạp thêm một cái nguồn năng lượng mới cho mình thì các mẹ sẽ được miễn phí gửi con đến lớp. Chăm những đứa trẻ bình thường đã khó, chăm sóc những em bé mắc bệnh bại não lại càng khó khăn hơn. Nhưng những người mẹ này chưa bao giờ nản lòng để giúp đỡ hỗ trợ những người bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự, đồng thời giúp những đứa trẻ không may mắc bại não có được môi trường chăm sóc tốt nhất. Ngày 27 tháng 5, cuốn sách song ngữ Anh Việt, Những mảnh ghép quân vương 2 do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành, gồm 70 bài viết giới thiệu chân dung những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, những chính khách, những doanh nhân của Việt Nam và thế giới đã được ra mắt tại thủ đô Hà Nội. Thông điệp quan trọng nhất mà cuốn sách muốn hướng tới là việc gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia vì nền hòa bình chung trên toàn cầu. Với lợi thế của một nhà báo nhiều năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài, tác giả Nguyễn Thị Bích Yến đã có nhiều cơ hội tác nghiệp quý giá để có được những chất liệu đặc biệt cho tác phẩm của mình. Trong những mảnh ghép đa sắc của tác phẩm cũng không thể thiếu chân dung của những người Việt xa xứ. Với lối viết mộc mạc gần gũi, tác giả đã mở ra những mảnh ghép chân thực và tràn chứa niềm tự hào về câu chuyện mưu sinh, lập nghiệp và thành công của những người đồng hương nơi đất khách. Thông qua chân dung của các nhân vật của gần 40 quốc gia, các tổ chức trên thế giới, những mảnh ghép quân vương là hành trình thực hiện những cuộc kết nối ý nghĩa của tác giả, kết nối giữa Việt Nam và quốc tế. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Mục bình luận và phê phán trên báo Nhân dân có bài viết Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em. Đảng và nhà nước ta luôn nỗ lực bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là với đối tượng thanh thiếu niên. Trước tình trạng thời gian gần đây, các vụ xâm hại trẻ em đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Nhu cầu được trợ giúp pháp lý của trẻ em càng trở nên quan trọng và cần thiết. Từ đây đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng này, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em. Hôm nay 28 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7, dự thảo luật thủ đô sửa đổi được Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi thông qua. Theo bài viết, kỳ vọng đồng thuận cao trên báo Hà Nội mới, về cơ bản, dự thảo của luật thủ đô sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 được hoàn thiện với mức độ cao, không có các nội dung phải đưa ra nhiều phương án để Quốc hội thảo luận, lựa chọn, nghĩa là không còn nội dung có ý kiến khác nhau gây khó khăn cho quá trình lập pháp. Với phạm vi điều chỉnh khá toàn diện, dự thảo luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng là sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả với các cơ chế chính sách ưu tiên vượt trội để phát triển thủ đô. Ngày 26 tháng 6 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, dự luật này đã dành một điều quy định việc ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát, cản trở, chống người thi hành công vụ. Theo bài viết, cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm sao cho hợp lý trên báo Tuổi Trẻ khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua. Nhiều người cho rằng nội dung này sẽ chính thức được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý khi áp dụng, tránh gây tranh cãi và áp dụng không thống nhất như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải quy định rất cụ thể những trường hợp nào được phép truy đuổi và trường hợp nào là không. Trong một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước cung ra thị trường tổng cộng 48.400 lượng vàng miếng SJC. Giá vàng giảm so với mức giá đỉnh cách đây nửa tháng, nhưng theo bài viết trên báo Tiền Phong, nhu cầu của người dân vẫn tăng do đầu tư vàng thời điểm này mang lại lợi nhuận. Các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước thay vì tiếp tục đấu thầu vàng miếng, có thể nghiên cứu nâng lãi suất huy động trở lại. Nhiều chuyên gia cũng nhận định giá vàng tăng cao,
hút nguồn tiền lớn, trong ngắn hạn sẽ làm giảm giá trị của các loại hàng hóa, dịch vụ, kênh đầu tư khác so với vàng. Dòng tiền bị chôn vào vàng thay vì đưa ra sản xuất. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến cho nguồn cung hàng hóa, dịch vụ ít đi, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên. Từ đó, lạm phát tăng trong dài hạn và tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội. Bài viết làn sóng xe khách tháo chạy khỏi bến cố định Hà Nội trên báo Lao động Số ra ngày hôm nay phản ánh. Thời gian qua, loại hình xe tiện chuyến, xe ghép nở rộ là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải cố định ở bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình phải cắt giảm chuyến, công khai bán xe, bỏ bến vì tụt giảm doanh thu trầm trọng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao động, từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, Nghị định 41 của Chính phủ sẽ có hiệu lực áp dụng quy định mới về bảo đảm số lượt chuyến theo từng tháng, khiến cho nhiều doanh nghiệp không còn dám bỏ bến chạy xe dù bên ngoài. Theo chuyên gia, Nghị định sửa đổi quy định yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm 70% số lượt chuyến trên một tháng rất thiết thực. Khi mà lượng xe tuyến cố định ổn định, chất lượng dịch vụ sẽ tạo nên sức cạnh tranh với những loại hình khác như là xe tiện chuyến, xe dù, bến cóc, từ đó tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh. Theo bài viết, an toàn tại cơ sở giữ trẻ mầm non trên báo Đại Đoàn Kết, nhiều vụ trẻ tử vong sau khi gửi tại cơ sở trông giữ tự phát, không có giấy phép hoạt động cho thấy cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động giáo dục từ phía các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh xã hội hiện nay không thể phủ nhận sự tồn tại của các lớp mầm non tư thục, nhưng làm sao để bảo đảm an toàn cho trẻ cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát hoạt động giáo dục để kịp thời phát hiện ra các cơ sở giáo dục chui, hoạt động không đúng pháp luật, các giáo viên, cán bộ, nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân.